Động cơ được sử dụng rất rộng rãi hiện nay. Bạn đã tìm hiểu tại sao nó lại quay được chưa? Bắt đầu tìm hiểu thôi, let's go! Thứ nhất, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nam châm vĩnh cửu. Đã có ai chưa được nghe đến nam châm chưa? Mình sẽ giới thiệu cho bạn ngay bây giờ. Đó là một vật thể có từ tính được đặc trưng là hai cực nam và bắc. Điều thú vị là khi ta đặt các cực từ cùng dấu của nam châm gần nhau thì đẩy nhau, còn khi ta đặt các cực khác dấu gần nhau thì nó sẽ hút nhau. Nếu bạn muốn tận hưởng sự thú vị này thì hãy mổ bụng ngay loa đài, quạt trần hay động cơ đồ chơi ra ngay nhé. Thứ hai, từ trường thanh dân thẳng. Trước tiên, từ trường thanh dân thẳng là gì? Nó là dạng vật chất ở xung quanh thanh dẫn. Khi thanh dẫn có dòng điện chạy qua, người ta còn có thể gọi từ trường là từ thông hay các cảm ứng từ của thanh dẫn thẳng. Vậy, từ trường, từ thông này có nhìn thấy bằng mắt thường được không? Đáp án là không các bạn nhé. Để làm sáng rõ câu hỏi về động cơ ngày hôm nay thì điều đầu tiên ta cần quan tâm là cái gì của từ trường trong thanh dẫn thẳng. Đáp án đó là chiều cảm ứng từ của nó. Chiều này xác định theo công thức nắm bàn tay phải cho thanh dẫn thẳng. Bắt đầu với công thức, ta nắm bàn tay phải và đưa theo chiều như thế này. Chiều ngón tay cái chỉ chiều dòng điện. Tiếp theo, chiều các ngón tay còn lại chỉ chiều các cảm ứng từ của từ trường. Thứ ba, từ trường dòng điện tròn. Trong từ trường có rất nhiều cảm ứng từ. Tôi sẽ gọi các cảm ứng từ này là B. Và cái cuối cùng ở đây ta phải quan tâm, đó là tìm chiều của nó. Chiều này cũng áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải. Ta áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải như thế nào? Đưa tay phải như này ư? Đúng hay sai? Vậy ta đưa tay phải như thế này, đúng hay sai? Tóm tắt quy tắc nắm bàn tay phải như sau. Nắm bàn tay phải rồi đưa tay sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều dòng điện, và ngón tay cái chõi ra chỉ chiều cảm ứng từ. Quy tắc này cũng tương tự để xác định cho cuộn dây có nhiều dòng điện tròn. Thứ 4, nam châm điện. Khi cuộn dây dẫn quấn quanh lõi thép thì lúc này người ta gọi cả lõi thép và cuộn dây này là nam châm điện. Có một điều khá thú vị là khi ta cho nam châm gần các cảm ứng từ của cuộn dây dẫn thì nam châm sẽ luôn trùng chiều với cảm ứng từ, với chiều đi vào của B luôn đi vào cực nam và ra ở cực bắc nam châm. Đây là lý do tại sao lại có các cực nam bắc của nam châm điện. Thứ 5, khi ta đưa nguồn điện xoay chiều vào nam châm điện thì sẽ xảy ra chuyện gì? Để bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn điện xoay chiều là gì. Nguồn điện xoay chiều đó không phải là nguồn điện một chiều. Câu trả lời này đúng hay không? Ồ, nhưng mình lại có câu trả lời khác đúng hơn đấy. Đó là nguồn điện xoay chiều là nguồn có giá trị điện áp biến đổi theo thời gian. Thôi, vứt bỏ cái định nghĩa lằng nhằng phức tạp đó đi. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy chọn đại học kỹ thuật nhé. Và đã chọn rồi thì cố gắng lên nhé. Quay lại với câu hỏi thứ 5, khi ta đưa nguồn điện xoay chiều vào nam châm điện thì sẽ xảy ra chuyện gì? Vâng, nguồn điện xoay chiều ở đây ta chỉ xét đến đó là nguồn điện hình sin có chu kỳ biến đổi tuần hoàn, dễ dàng phân tích. Dòng điện xoay chiều hình sin rất lý tưởng nên các nhà máy phát điện nào cũng đặt ra các giải pháp tốt để tạo ra nó. Mình mô phỏng như ở trên hình, khi có dòng điện hình sin chạy trên cuộn dây dẫn thì sẽ xảy ra hiện tượng cảm ứng từ B cũng biến thiên, đó là thay đổi chiều cảm ứng từ liên tục theo thời gian. Quay lại chủ đề hôm nay của chúng ta, động cơ thì nó có rất nhiều các cuộn dây và các cuộn dây này cũng được quấn quanh các lõi thép. Vậy các cuộn dây quấn quanh lõi thép này được gọi là gì? Có được gọi là nam châm điện nữa không? Câu trả lời là không, người ta sẽ chuyển sang gọi nó là stator. Để đơn giản hóa, mình sẽ mô phỏng các cuộn dây này là dòng điện tròn của một vòng dây, vì động cơ 3 pha dễ phân tích và dễ hiểu hơn động cơ 1 pha, cho nên ở phần 1 này phân tích về nó trước. Để cho thực tế, mình sẽ chọn luôn nguồn điện 3 pha được các nhà máy phát điện sản xuất để đưa vào động cơ. Đó là nguồn điện gồm pha 1, pha 2, pha 3. Các nhà máy sản xuất sẽ luôn tìm cách để các nguồn điện pha 1,
pha 2 và pha 3 biến đổi theo hình sin và lệch pha đều nhau. Nguồn điện này được truyền tải và về đến ta là 380V. Thôi, chúng ta hãy quên con số này đi. Quay trở lại với chủ đề động cơ. Pha 1 của nguồn sẽ được đưa đến vòng dây pha 1. Pha 2 sẽ đưa đến vòng dây 2. Pha 3 sẽ đưa đến vòng dây 3. Các bạn có hỏi pha ô này từ đâu mà ra không? Đó là pha lối đất đã lấy làm gốc, tương ứng là 0V. Thôi, mình lại nói lan man rồi. Quay trở lại với chủ đề động cơ. Các bạn thấy đó, khi cho nguồn điện vào 3 vòng dây thì nó giống như 3 nam châm điện vậy. Điều giống nhau giữa 3 vòng dây này là có nguồn điện cùng tần số, biên độ, nhưng nó lại khác nhau về thời gian lệch pha, dẫn đến các cảm ứng từ B của các vòng dây cũng biến đổi như vậy. Xét tại thời điểm này, ta gọi là thời gian 1. Ta thấy các cảm ứng từ của 3 vòng dây có chiều và độ lớn ở không gian rất hỗn loạn. Để đơn giản hóa và chính xác cho quá trình phân tích, người ta đã đưa về một cảm ứng từ B tương đương. Nó cũng giống như có hai người kéo một con thuyền trên một dòng sông vậy. Hai người kéo lực với hướng khác nhau cũng tương đương như kéo một lực B với hướng ở giữa. Trong toán học, người ta gọi đó là quy tắc hình bình hành. Đây cũng là lý do mình đơn giản hóa cảm ứng từ của nam châm điện thành một cảm ứng từ B tương đương. Quay trở lại với chủ đề, tại thời điểm 1, cảm ứng từ tổng là cảm ứng từ B. Tại thời điểm 2, cũng tương tự, ta thu về cảm ứng từ tổng B tương đương. Tại thời gian 3, ta cũng thu về cảm ứng từ tổng tương đương. Tại vị trí 4, 5, 6, 7, ta cũng thu được cảm ứng từ tổng tương đương. Thôi, ta không xét các mốc thời gian tiếp theo nữa vì đã xét hết một chu kỳ rồi. Bây giờ ta xem kết quả thu hoạch được là các cảm ứng từ B tổng theo thời gian nó luôn giữ nguyên về độ lớn, giá trị, nhưng chiều của nó thì liên tục thay đổi. Chính xác hơn thì chiều của nó đang quay. Hiện tượng quay này người ta gọi là từ trường quay. Phát hiện ra từ trường quay là cột mốc rất quan trọng để tạo ra động cơ điện xoay chiều như ngày nay. Nó được hai nhà bác học là Penrose và Tesla phát hiện ra. Từ trường quay đó là ở mạch stator. Thế còn ở rotor thì sao? Người ta thiết kế nó có lồng dẫn điện và được phủ các lõi thép ở bên trong, và người Việt ta hay gọi nó với cái tên là rotor lồng sóc. Thôi, dừng lại về cấu tạo của nó ở đây. Câu hỏi lớn hiện giờ là khi có từ trường quay ở mạch stator tác động thì tại sao nó lại quay được? Để bắt đầu cho câu trả lời này thì ta quay lại với từ trường quay. Trong từ trường quay này có phải chỉ có mỗi một cảm ứng từ B không? Đáp án là không, mà trong từ trường quay này có rất nhiều cảm ứng từ. Để cho đơn giản hóa quá trình phân tích, mình mới mô phỏng một đường cảm ứng từ thôi. Quay trở lại với rotor, cũng để đơn giản hóa cho phân tích, mình cũng mô phỏng rotor lồng sóc có nhiều vòng kín mạch này thành có một vòng kín mạch mà thôi. Ta cho từ trường quay này tác động với vòng kín mạch, và các bạn có thấy điều gì xảy ra không? Làm sao mà thấy được, chỉ mình mới thấy được thôi. Đùa các bạn đấy, mình cũng chưa thấy cái gì xảy ra cả, chỉ biết mô phỏng cho các bạn thấy thôi. Không nói lan man lạc đề nữa. Theo định luật cảm ứng điện từ, khi có các cảm ứng từ hay còn gọi là các thứ thông biến thiên qua vòng kín mạch này thì sẽ xuất hiện các dòng điện trên vòng kín mạch. Điều quan trọng là chiều dòng điện này được xác định như thế nào. Đó là ta xác định chiều dòng theo quy tắc nắm bàn tay phải. Ồ không, đó là ta xác định chiều này theo định luật Lenzer. Trước khi áp dụng định luật, chúng ta hãy tìm hiểu về nhà vật lý Lenzer. Ông là người Nga, sinh năm 1804, mất năm 1865. Vào năm 1833, ông đã phát hiện ra quy tắc xác định chiều dòng điện cảm ứng. Quy tắc này đó là: 1. Nếu ta đưa cực bắc của nam châm tiến lại gần vòng dây dẫn, sẽ sinh ra dòng điện có chiều sao cho cảm ứng từ B do dòng điện này sinh ra có chiều đi vào cực bắc của nam châm. 2. Nếu ta đưa cực bắc của nam châm lùi ra xa vòng dây dẫn, sẽ sinh ra dòng điện có chiều sao cho cảm ứng từ B do dòng điện này sinh ra có chiều đi ra khỏi cực bắc của nam châm. 3. Nếu ta đưa cực nam của nam châm tiến lại gần vòng dây dẫn, sẽ sinh ra dòng điện có chiều sao cho cảm ứng từ B do dòng điện này sinh ra có chiều đi ra khỏi cực nam của nam châm. 4.
Nếu ta đưa cực nam của nam châm lùi ra xa vòng dây dẫn, sẽ sinh ra dòng điện có chiều sao cho cảm ứng từ B do dòng điện này sinh ra có chiều đi vào cực nam của nam châm. Quay trở lại với vòng dây dẫn rotor, tại 1/4 vòng quay của từ trường quay này, các cảm ứng từ đi vào trong vòng dây tăng dần. Nó giống như ta đưa cực bắc của nam châm tiến lại gần vòng dây dẫn. Đó là trường hợp 1, dòng điện xác định được theo quy tắc là chiều như trên mô phỏng. Điều quan trọng cuối cùng ở đây không phải là chiều dòng điện này, mà đó là ta phải tìm ra lực tác dụng lên vòng dây dẫn để làm vòng dây dẫn quay. Vậy lực này chúng ta có thể tìm ra được chưa? Đáp án là rồi đó. Khi tìm được chiều dòng trên vòng dây dẫn thì chiều của lực tác dụng làm quay thanh dẫn, đó là chiều như mình thể hiện trên mô phỏng. Chiều của lực ép được tìm ra như thế nào? Nó được tìm bằng một quy tắc rất quen thuộc khi được học ở cấp 2 cơ, quy tắc bàn tay trái. Nội dung quy tắc đó là khi đã biết chiều của cảm ứng từ và dòng điện trên dây dẫn thì ta đặt bàn tay trái như này, đúng hay sai? Sai. Ta đặt bàn tay như này. Sai. Vậy ta đặt bàn tay như này. Chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều dòng điện cảm ứng từ hướng vào lòng bàn tay, và chiều lực ép là chiều của ngón tay cái. Quay trở lại với vòng kín mạch, ta áp dụng quy tắc bàn tay trái và chiều của lực ép được tìm ra. Ta xét tiếp 1/4 vòng quay tiếp theo. Các cảm ứng từ của từ trường quay đi vào trong vòng dây giảm dần. Nó giống như ta đưa cực bắc của nam châm lùi ra xa vòng dây vậy. Đó là trường hợp 2, và chiều dòng điện xác định được như trên mô phỏng. Từ đó áp dụng quy tắc bàn tay trái, ta tìm được chiều lực ép. Ở 1/4 vòng quay tiếp theo, các cảm ứng từ đi vào trong vòng dây tăng dần. Nó giống như đưa cực nam của nam châm tiến gần vòng dây. Đó là trường hợp 3, và chiều dòng điện được xác định tương tự như 1/4 vòng quay trước. Ta cũng áp dụng quy tắc bàn tay trái để tìm chiều lực ép. Ta xét ở 1/4 vòng quay này, các cảm ứng từ đi vào trong vòng dây giảm dần. Nó giống như ta đưa cực nam của nam châm lùi ra xa vòng dây. Đó là trường hợp 4. Tiếp tục áp dụng quy tắc bàn tay trái để tìm chiều lực ép. Các bạn đã thấy rồi đấy, cả 4 trường hợp chiều của lực ép đều không đổi. Các lực ép này nằm quay vòng dây dẫn. Chia sẻ cho các bạn ngay sau đây. Chiều quay của rotor luôn cùng chiều quay của từ trường quay. Tốc độ quay của rotor luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay. Bởi vì nếu mà hai tốc độ này bằng nhau thì sẽ không có cảm ứng từ biến thiên trong vòng dây dẫn rotor, dẫn đến không có dòng điện trên vòng dây. Động cơ vẫn quay khi bạn bỏ phao ô của nguồn đi, nhưng để mạch điện ổn định, khi nguồn mất đối xứng thì bạn nên đưa phao ô vào. Bạn có thể thay đổi tốc độ quay rotor bằng cách thay đổi tần số nguồn, thay đổi điện áp nguồn, thay đổi điện trở mạch stator, thay đổi điện trở mạch rotor, hay là số cực từ ở stator. Động cơ có thể biến thành máy phát nếu tác động cho tốc độ quay rotor nhanh hơn tốc độ quay của từ trường quay lúc động cơ đang hoạt động, hoặc có thể lắp thêm tụ vào mạch stator. Nếu có cơ hội, mình sẽ mô phỏng cho các bạn. Trong quá trình mở máy, động cơ sẽ xuất hiện dòng điện khởi động lớn. Để đảm bảo ở những động cơ công suất lớn, ta cần có phương pháp hạn chế dòng điện mở máy. Động cơ xoay chiều 3 pha ở phần 1 này, mình nói đến là động cơ không đồng bộ. Ngoài ra, còn có loại động cơ đồng bộ xoay chiều 3 pha, nhưng người ta ít sử dụng hơn động cơ không đồng bộ. Như vậy, các bạn đã biết tại sao động cơ xoay chiều 3 pha lại quay được rồi đấy. Ở phần 2 này, mình sẽ nói đến động cơ một pha. Đây là động cơ rất phổ biến ở gia đình chúng ta như bơm, quạt. Vậy, bạn đã bao giờ hỏi tại sao khi đưa điện vào nó lại quay được chưa? Trước khi bắt đầu, bạn hãy ấn subscribe để đồng hành cùng mình nhé. Bắt đầu thôi, let's go! Bắt đầu với cấu tạo, động cơ có hai bộ phận chính là stator và rotor. Rotor cấu tạo từ các thanh dẫn điện và các lõi thép.
phần stator gồm những cuộn dây và các lõi thép. Người ta thường quấn các cuộn dây cách đều nhau trong không gian 90 độ. Vì để cho dễ dàng phân tích các cuộn dây của mạch stator nên mình sẽ đơn giản hóa thành các vòng dây ở stator. Nguồn xoay chiều chúng ta thường sử dụng hàng ngày là nguồn xoay chiều hình sin. Ta đưa nguồn điện một pha này vào vòng dây stator sao cho các cảm ứng từ được tạo ra xuất hiện như mô phỏng. Chiều các cảm ứng từ này được xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải. Điều kiện để ta áp dụng quy tắc bàn tay phải này là khi biết chiều dòng điện ở vòng dây dẫn thì sẽ xác định được chiều cảm ứng từ. Tiếp theo, ta đưa các cảm ứng từ của các vòng dây đơn giản hóa lại. Tại thời điểm 1 này, ta thu về một cảm ứng từ B tương đương. Tại thời điểm 2 này, ta cũng thu về một cảm ứng từ B tương đương. Tại thời điểm 3, 4, ta cũng thu về các cảm ứng từ B tương đương. Ta thấy đó, tại các thời điểm cảm ứng từ B tương đương này có độ lớn và chiều luôn thay đổi theo thời gian, còn phương thì giữ nguyên. Và hiện tượng này người ta gọi là từ trường đập mạch. Vậy, từ trường đập mạch này có làm quay rotor được không? Đáp án là không. Để giải thích cho câu trả lời này, trước tiên mình sẽ đơn giản hóa rotor chỉ còn một vòng kín mạch. Tiếp đến, ta cho từ trường đập mạch tác động vào vòng ngắn mạch. Như các bạn thấy đó, số cảm ứng từ của từ trường đập mạch đi vào trong vòng kín mạch không thay đổi theo thời gian. Điều này dẫn tới không có dòng điện được sinh ra trên vòng kín mạch. Do đó, không thể áp dụng quy tắc bàn tay trái để tìm chiều lực làm quay rotor. Điều kiện để áp dụng quy tắc bàn tay trái đó là khi biết trước chiều dòng điện và chiều cảm ứng từ thì sẽ tìm được chiều lực ép. Như vậy là vòng kín mạch vẫn chưa thể quay được. Vậy làm sao để quay vòng kín mạch rotor bây giờ? Đáp án đó là bạn hãy lắp thêm tụ điện vào vòng dây bất kỳ trên mạch stator. Người ta gọi vòng dây mắc thêm tụ điện này là vòng dây khởi động. Còn các vòng dây còn lại người ta gọi là vòng dây làm việc. Vậy tại sao lại phải lắp thêm tụ điện vào vòng dây mạch stator? Đó là khi ta đưa thêm tụ điện vào cuộn dây stator thì lúc này từ trường tổng không còn là từ trường đập mạch nữa mà nó là từ trường quay. Vậy tại sao đưa tụ điện vào thì tạo ra từ trường quay? Bởi vì khi lắp thêm tụ điện vào thì dòng điện ở cuộn dây khởi động và cuộn dây làm việc sẽ lệch pha nhau. Người ta tính được rằng giá trị lệch pha này là 90 độ. Như các bạn thấy trên đồ thị đó, dòng điện cuộn dây khởi động vượt trước dòng điện cuộn dây làm việc là 90 độ. Để phân tích kỹ hơn, mình sẽ xét tại các thời điểm 1, thời điểm 2, thời điểm 3 và thời điểm 4. Các bạn thấy đó, tại 4 thời điểm trên, các cảm ứng từ B tổng có độ lớn không đổi, còn chiều liên tục quay. Vì vậy, sự lệch pha này là yếu tố để tạo ra từ trường quay. Vậy, tạo ra từ trường quay để làm gì? Bởi vì từ trường quay này có các từ thông biến thiên trong vòng kín mạch rotor dẫn đến tạo ra dòng điện trong rotor. Dòng điện này khi tác động với các cảm ứng từ gây lên lực làm quay rotor mà mình đã mô phỏng ở phần 1 rồi đó. Còn đây là mình mô phỏng thêm một đôi cực nữa ở mạch stator để làm tăng công suất lực làm quay rotor. Và các bạn biết không, thế giới quanh ta vẫn có thêm động cơ đồng bộ và động cơ một chiều nữa đấy. Ý kiến của các bạn thế nào? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Nếu quan tâm về chủ đề động cơ của mình, hãy ấn vào chiếc chuông để nhận thông báo nhé.